thế giới tổng đoàn Việt Nam. Tao là trình bạc Việt Nam chứ đâu phải là gì đâu mà ngồi so sánh với mấy này. Win cho mày coi nè. Cùng ngầm là cái cục gì? Bên team 2. Không biết liệu team có gắn nổi thi hay không. Rồi. Cháy rồi. Còn mấy anh Trung Quốc là nhức đầu lắm. Đánh hồi cái kết cục cuối câu. Cuối câu sát lên bỏ tật ăn hiếp Việt Nam nha mày. Đó. Mốt là bỏ tật ăn hiếp Việt Nam nha mày. Nay chờ cái tật mà đem đồ Trung Quốc qua bán thì Việt Nam nha. Đó, đem cái đồ độc hại qua bán đó cho mày sợ cho mày game đó. Hầu nó. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau bên số sống chào mấy kiện thúc mày để cái chén nước tương ở đây làm gì à? Nãy không để vô tô luôn đó. Hồi đá cái nó đầy nhà luôn. Mày farm trước đi, mày farm tao dùm 3 phút đi. Mày farm trong rừng thôi, để tao ra tao canh cho tao đi hút thuốc cái tao nghiện thuốc á. Má chỗ nào? Nát rồi mọi người ơi. I must not fall. 30 seconds until minions spawn. First light approaches. Mẹ gần gần boss khó lắm. Hết thuốc. Cút. Nè, nó đánh cho tụi này độ bỏ tật mà ăn hiếp Việt Nam nha mày. Hồi nãy giờ nó có nói gì không? Nó nói tao cũng đâu có hiểu đâu. Ơi bên phụ nè. Ông sờ. Ông sờ rong bon tê. Đụ mà nó hiểu tao con. Quy làm gì? Này trâu. Cũng có đam vậy. Bởi vậy kinh nghiệm còn non kém. Dĩ nhiên rồi, đợi mày chỉ hả? Mày biết có là best level này đi rừng là anh không? Kìa nó nói gì kìa. Vậy. Hai phép gì? Của đồng đội. Ok. Nếu mày tự mày gây thêm một đam nữa là mày cũng gây đam phép, hiểu không? Bây giờ nó được búp à? Trước giờ vẫn vậy. Không có được mày ơi. Đâu nè nè. Ok. Có được đâu. Tao thấy có một đam phép là cái này 6-7 đam à. Đéo liên quan vậy. Chỉ vô cái 60 đam.
rồi đó mới thì tao e nó cũng 67 đam vậy, tao e trước nó mất luôn cái ánh sáng mặt trời, nó cũng 67 đam vậy. Tao hồi nào trời ơi, tao là cái râu sụp đó ngồi mình sao độn không lên. Ủa mà chỉnh cái số gì vậy? Sao tao bấm số 2 uống máu không được? Mà được rồi. Cướp thì gì? Má bữa giờ chơi Dota từng bấm gần cho một không? Ê quà ráp chứ. Không có quy không có e vậy nè, thử cho mày coi nè, mày sổ hoài nè, nè không có được tắt cái nào hết trơn á, ngồi cãi không mà mày đọc đi, nó ghi là đồng minh nè anh, mà anh đánh rô sập đầu tiên anh đọc kêu mày cãi, mà cãi vấn đề tưởng đâu nó sửa, nếu mà nói trước giờ thì bảo đảm mày là không phải luôn. Đấy, tao đó cái gì mày. Mày tại mày ngồi mày nhảm, tao ngồi tao phải làm thôi mày. Anh đừng quá kém. I must not fall. Mày ra mày đừng nhảm đi, mày tập trung bắt đầu anh giết người nè. Nè, đó anh đánh cái này cho nó nhảy qua đây nè, xong cái anh nhìn biết là anh nhìn là biết nó ăn con rết anh rồi đó. Bởi vậy mới đi gánh. Team này cũng không khó gánh nữa, trình độ top TF này Ori sao gánh. Đợi nó lấy 16 mai ra gánh được. Lại tìm tao, nó bích Sida, nó bích mấy con này sao mà có đam mà để giết đây. Đứng méo nè, giết không? Giết. Rồi nó thấy tao rồi, nè có mắt không? Mẹ mày. Chứ giờ nó làm gì à? Lan nào cũng đẩy cao hết sao giết đây. Nè, nó chuẩn bị nó lên gần dây, tao biết rồi. Tao biết cái bài rồi. Boss mà đẩy cao như vậy à. Boss yeah. Boss đẩy cao như vậy mà nó không có. Ok. Sao lại con chuột này nó bự quá, tao nhìn không quen. Mày giỡn nè, giết mày luôn. Giết mày luôn. Đục mày luôn. Đục mày luôn, tao chạy luôn. Ủa sao nó level 6 rồi, tao solo với mày luôn. Mày bước ra đây. Không, tao nhìn Elite là tao biết nó. Trời ơi. Mày giỡn với chị hả? Gì? Ai sợ mày đâu? Sao mà lát không được? Tao bấm lát từ đầu rồi đó mà. Mày cho mày lát thêm hai cái nữa nó đu lên chứ. Nó đợi. Nhìn là biết nó còn chưa đu e nó phải lát đi, nó đu e lên đu chứ. Nó không có biết. Sao tao bấm lát từ đầu, tao bấm lát được ta. Nhìn là biết lát chết rồi, lát chết rồi. Nhìn là biết chết rồi, mất hết cái lát. Chứ cái lát này để làm cái gì? Tặng nó một cái đi. Sao nó còn chưa đu e lên, nó còn đi lát. Đu lên, tao lát là out rank e nó rồi. Là nó cầm cái red nó chạy nhanh hơn mày nữa. Ở đấy nó đu e lên. Ủa cái red sao chạy nhanh hơn tao? Mày nhìn nó mua cái đồ gì trước kìa. Còn cái red nó mới về mua mà. Về mua gì nãy giờ nó cầm giày mà thằng. Mày điên. Elite mày nó này toàn một là giày, hai là giày cái động không à. Để ba vô nó giày cái động luôn. Thằng này nó giày pháp sư là còn đỡ. Mày im lặng đi để tao đánh rồi.
na mà farm gì? Mày blue ra mày để farm gì? Để cái tâm cướp cho nó thọt luôn. Nó lát luôn. Ồ nó chạy lố quá. Dạng luôn à. Mày im lặng một phút được không? Im lặng một phút được sao? Bữa con chi nó chơi sao mày không ngồi mày sổ đó. Ừ em như vậy, em đánh như vậy là em ngu lắm. Sao mày không ngồi mày sổ đi, mày ngồi mày im re như con chó vậy? Tại mày ngồi mày nhảm, tao thích tao làm tính tao là cũng cứng rắn, tao thích làm nghịch ý rồi sao? Đấy, ngồi im đi, ngồi trật tự con đánh nè. Anh tỏ sáng cho anh chưa âm mạng mà mày sổ gì? Nó ganh vậy mới, nó mới 3-1 chứ nhiều. Về đi, đứng đó làm gì ông nội? Tao thấy tôi vậy là quăng tôi vừa. Tôi thấy mẹ rồi. Về bộ ơi. Trời một tí anh gây xe xe. Chờ một ngày mai bởi vậy con thiếu cái này không có đi găng thấy không thầy đi nó bậy đi úp đồ này đi mình đâu phải quýnh lộn dân quýnh lộn đâu ở dân chuyên nghiệp quýnh lộn quýnh lạo đâu mua cái này soi quật nè đó ok mua cái mắt kiểm soát nè đó tim thua là tại tim thôi đâu phải tại tao tao là tròn nhàn tròn vai rồi đó tăng cho tim rồi đó nó farm có 27 con chứ nhiều trâu nãy giờ tại nó đi vòng vòng mày nhìn tao cũng đình cho tim chứ bộ mày không im lặng được hả ôi đồ con qua này quánh nãy giờ luôn không chết luôn. Ôi con AD mà tao phải là chết mẹ năng lộn luôn rồi bấm R dính chiêu E luôn rồi. Nó nghe R mà dính chiêu E luôn rồi tại bàn phím này nó tao không bay đục nó giang hồ tao tao ra gì châu đó mày thấy tao đục nó không ôi tưởng nó gì nó giết tao luôn rồi kìa thôi ông nội vậy chở rồi tập no lap nó nên rồi là nó chết cụ nó rồi mày ngồi mày im lặng không được à. Bây giờ ta ăn cóc trước được không? Ta ăn cóc xong rồi ta ganh boss. Con Brand dễ ganh. Mày ăn cóc, mày ganh boss, mày cuốn tiêu, mày ganh. Thì ăn cóc xong ăn cua là đủ lên level 6. Giờ đủ tính gì đâu. Trời ơi level cái này cao hết rồi, giờ đủ rồi, đủ chắc luôn. Hứa mày luôn. Bởi vì trình độ đi rừng còn non lắm. Hả? Tao giờ tao không thích ăn cua nữa. Thịt cua tao ăn nhiều tao ngán rồi, giờ tao ăn sói. Được không? Sao?
Nó được level 7 không? À thằng này. Thằng này mất láp rồi, giỡn mặt à. Phải canh cái ren chứ mày. Hôm level 8 liền. Giỡn. Thôi bọn đội ra rồi. Độ hồi nãy giờ không canh mà ra. Nãy mua quật để làm gì mà không cắm cho tim luôn thiệt chứ. Để về cái. Chờ đợi ngày mai chờ. Cắm cái quạt trong này cái trong để tối quá. Có ai thấy em áo đỏ không? Lên xúc em đi. Đó, quýnh là mà. Nghi dưới này lắm nè. Rồi nó rồng rồi. Nó rồng rồi kìa. Quánh chết tụi nó. À một lót hả? Anh tới đây đừng sợ. Cái gì tép nữa rồi. Ôi ôi. À tụi nó ghê quá. Chơi. Quýnh cả nhà nó. Giết cả dòng họ nó luôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, tôi nhận con luôn bà mẹ gì Nam anh hùng. Hay. 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 Quay lại đi nè, cứu mày nè. Trời ơi, bởi vậy. Con ngộ tạ lị sĩ. Đâu rồi, hồi máu đâu mất mẹ rồi. Yeah. Ta làm kiểu á. Con chuột này tao cầm không có quen. Mày cái điều điều khiển á. Mày hiểu không? Cái gì quên rồi ta? Sao ta chỉnh cái này mà ta thấy cái... Nó chậm chậm sao? Tốc độ. Đó. Cái tải màn hình này bự quá. Chỉnh lưa nó không có được nhiệt. Ok. Chậm lại chút. Về. Tại quan trọng là team nó có tao. Mày nói nhiều quá làm nãy giờ tao không có mua được cái gì hết. Lo ngồi trả lời mày không mà nhức đầu quá. Mày phá quạt đi. Phá quạt đi. Chơi. Ồ lát luôn. Vậy làm sao mà chắc chắn mày trúng trong khi cái này nó bị delay. Thì mày xíu mày quen còn tao mới. Nó chuyện mày làm như là mày dám vô mày ngồi mày chơi tròn với bố mày không? Đó đâu. Đương nhiên là nó sẽ khác rồi. Còn cái delay tao không canh chính xác thì tao đợi tao e tao quỳ cho chắc. Mình không có gì, mình không chắc thì mình làm cái gì chậm mà chắc. Đâu nhất thiết phải làm ào ào xong rồi fail.
đậu xanh nó bảo kê luôn vậy chơi gì. Bãi quá rừng có một bãi quá sói kêu đi farm, không biết farm ở đâu. Ăn có con cua không có làm khó làm dễ nữa. Quần khốn nạn. Ơi thằng này trời ơi xong hàng ngâu đi sợ gì vậy trời chậm quá bởi mày suy nghĩ đơn giản quá con sâu la ca để làm gì nhớ thủ làm được chứ hôm nãy giờ nó cầm con kia đi mới vô tăng lấy vào 2 tao ganh luôn rồi tại vì con sâu la ca còn Odi đi mid thằng dây đi top chỉ có thể mà ganh top dễ thôi còn trên đồ nó cũng trâu nữa mà kêu mà ganh là thì tao mà cover thằng top thôi bây giờ tao đi ở đây để tao cover trong dây nó farm được chứ còn team kia sao giết nhìn đó thì đi vòng vòng top thôi mày biểu tao sao không farm đi nếu mà dần top nó lủng là coi như là team tao mà tao là cái thằng chùm farm rừng nè là lúc nào tao cũng đi rừng tao cũng farm hết trơn á tại mày ngồi sổ tao ghét tao đi gầm chơi vậy đó mày ngồi mày nói nhiều quá tao thấy đi vòng vòng tao chơi đó. Mày giờ bây giờ im lặng đi mày ngồi tập trung mày coi tao đánh khác liền rồi im lặng cắm sổ rồi ok mày coi bố mày đánh nè nãy giờ phải cho mày nói tao phải trả lời mày gặp con chuột này không quen nữa từ nào giờ quánh là mày biết rồi cái vụ chuột rồi đó với tao rất là quan trọng à quên nãy giờ tưởng qua ráp không kịch top một kịch top một hoài hay trời ơi cái tinh thần của tao nó dâng cao nó làm đồng đội nó hưng phấn á mày hiểu không thế nào nó cũng ra. Ôi anh ơi bay vô luôn bay cái con chuột nó nặng vờ lời phải né kêu chứ đợi con đi chạy lại không mà ông bay nãy mà đi đường này là giết luôn à đi nè đi đường này nè nói chuột thì cầm nặng quá chuột không tháo chì luôn còn mày bắn tới tết thì cũng chết nữa elite nó phần elite nó có 11 chứ nhiều con elite này mà bố mày đánh lên bây giờ sao bây giờ là tao win là tại hên còn mày win là tại xui quá không ấy mày thua là tại xui quá không rồi ok tao đánh ngon mày hay đúng không ngồi má ăn chuột nè nặng gấp 3 lần chuột của tao bình sao bình bình vào cái rồi sao ta nó tim nó về hết rồi đánh vậy bình vô chiêu thì sao me
xong lên cái giáp nữa. Giáp này. Rồi. Rồi nó kêu là tạo đáp. Nó nói cái gì vậy trời? Xà lỏng dây thùng lỏng. Nói gì tao cũng phải trả lời, nó không có nói tao khinh nó mà tao không hiểu gì đâu tao trả lời. Mà tao đi vòng vòng làm gì vậy? Tao đẩy la mít. Chứ vậy tao tính đi nào, đi vào đi nó chạy ra túi. Thì bích con này giờ chơi khác nào thôi, chịu thôi rồi còn cái gì. Win được thì hay. Mày bắt đầu sao mày thích thì mày chơi đi. Ủa gì? Đêm này sao thua? Nè chụp đầu nó lại nè. Rồi luôn. Dính. Má. Má nó nặng, con chuột này nặng quá, tao điều khiển thôi. Nói mày quánh đi. Chút đòi. Thầy có ngứa mắt VL. Má cái gì nắm cái con chuột của mày chứ con chuột của tao ra. Mày giờ con chuột mày cũng gắn mày chưa tháo chì nữa nè. Nhìn đánh cái éo nhìn ngứa mắt VL. Thôi 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 bỏ. Vãi nhìn ngứa mắt. Đây mà người ta chơi được. Thì mày chơi quen rồi. Tao chơi chuột nào không chơi được, sao mày không chơi được? I must not fall. Mày chơi con vô nó nặng vậy rồi mày chơi con nhẹ. Qua mày thấy cái này đánh trong đội qua cha luôn. Trời ơi.
chosen of the sun. Cút bấm nút. Xem hai. Má ba độc lửa luôn. Mai đến đâu mà bị nhìn vào. Lên hai này nó bút cho team mắt ngon luôn. Giờ đợi lấy hồi chiêu đi. Thiếu hồi chiêu. Đến tìm bằng này. Tìm bằng cho nó khỏe. I must not fall. Cả búp hai cái đời. Nghĩ là chơi vào đúng liều. Ever vigilant. Đó, tôi lá khắc não mà đến nó gồng ti. Má xàm cất thiệt chứ. Má tôi thấy mà thèn nó bấm nhầm á, nó bấm e về mà nó bấm nhầm á, thành ra cứu nó luôn. Không thôi là dính rồi, lá khắc não. Má khắc não đẹp như vậy. Xàm quần thiệt chứ. Má thề luôn. Anh bấm nhầm cái R. Nó bấm nhầm cái R chứ. Ừ, hay. Thằng Adrian nó bấm nhầm KR, nó e ngược về, nó dính tâm chích cụ nữa rồi.
đặt máy bay hả? Chơi luôn cô máu rồi. Thì đấy. Lũ lên chết hết là thua luôn. Giờ thua luôn. Tự nhiên thằng nhất là thằng bay á. Ủi vô trong trụ đứng mắt. AD tự nhiên ủi, thằng AD tự nhiên ủi trong trụ đứng chết queo luôn. Ờ à, sai tự nhiên quay lại bạn đánh Elite chết queo luôn. Chả hiểu. Team tự nhiên lao lên chết sạch luôn. À, nó đâu có end được. Nó lùi ăn Baron. À, nó không ăn Baron nè, để hai đường. Không kịp. Tìm ra. Bấm nhầm rồi. Chục giây mới cầm bán. AD nó lũ lên chết tới team rồi đấy. Đánh không được thôi lui về. Có ai chết chóc gì đâu. Làm gì có ai chết. Bên nó còn đang chết thằng Brand mà. Tự nhiên ông AD ông lũ lên. Ông ăn cái tin chết queo. Xong bắt đầu ông ra ông quay lại. Ông đánh lít chết luôn. Nên là chết xàm chứ. Skill mid đâu có liên quan gì đến việc chúng nó lao lên chết đâu. Xoáy ra là đẹp luôn rồi. Tiếp này tôi lấy ngon. Nó đập hai thằng luôn. Hậu nè. Này quan trọng nhà này đẹp. Chẳng giờ nhà éo ai đép. Ever vigilant. Đập nhà nát. Thằng điếm này. Thằng có đập nhà nát.